Lăng Phong cất bước thật nhanh chạy về phía Trương Dịch, còn Trương Dịch thì chỉ đứng yên một chỗ nhà nhã dùng dị không gian làm đồ vật bay về phía Lăng đội, thậm chí có cả một cái xe lớn. Lăng Phong mặt đỏ tía tay chạy băng qua những đồ vật kia, miệng không ngừng thở dốc. Trương Dịch đợi Lăng đội càng chạy về phía mình thì càng lùi ra sau, đột nhiên anh ta khuỵ xuống đất và ôm chặt lấy cổ mình. Lăng Phong nằm im bất động một chỗ, nếu ai đó không biết có lẽ tưởng anh ta đã chết không chừng. Trương Dịch lặng im nhìn chằm chằm Lăng Phong, để xem anh ta là giả vờ giả vịt. Trương Dịch dù vậy vẫn không hề lơ là, cậu liên tục kéo dài khoảng cách với đại đội trưởng Lăng. Trương Dịch quay về với đốm lửa nhỏ của mình, vừa sưởi ấm vừa nhàn nhã nhai xúc xích. Lăng Phong ở bên kia thực sự là cạn lời luôn, trong thời điểm này mà còn ung dung thế ư, còn hắn thì phải cực khổ giả nai thế này. Vì chịu không nổi nên Lăng Phong đứng bật dậy quát lớn, Trương Dịch. Trương Dịch sau khi nhận ra Lăng Phong đang đuổi theo mình thì lại tiếp tục chạy, Lăng Phong ở đây mặt vẫn không hề có dấu hiệu giảm đỏ. Hắn bất an nghĩ, trên người có mang theo thuốc kháng dị ứng nhưng cho dù có thể làm giảm triệu chứng thì cũng không thể chống đỡ lâu được. Lăng Phong rít kẽ răng, không ngờ tên này khốn nạn như vậy, cho dù mình giả chết cũng không đến đâm một đao. Bỗng dưng lúc này Lăng Phong lại dừng lại ho khù khụ khù khụ, thậm chí còn ho ra máu. Lăng Phong khuỵu xuống nền tuyết trắng, đáng ghét, rõ ràng là một con kiến không dám đánh trực diện với mình, cuối cùng vậy mà. Thua bởi thủ đoạn bị ổi như vậy, mắt của Lăng Phong dần dần trong suốt, có vẻ như lần này anh ta chết thật. Trương Dịch sau khi thấy Lăng Phong nằm ra tuyết thì liền dừng lại lấy củi lửa ra, tiếp tục ngồi gặm xúc xích. Cậu chế nhạo, "Ô đội trưởng Lăng lại ngủ rồi à?" Nửa tiếng sau Trương Dịch nhai xong xúc xích liền ngáp dài ngáp ngắn, "Ăn no rồi, ăn no rồi." Bây giờ Trương Dịch mới để ý đến Lăng Phong suốt nửa tiếng vẫn nằm im bất động kia, chết thật rồi sao, hay là giả chết đây? Trương Dịch dùng súng bắn thẳng vào đầu Lăng Phong để kiểm tra, nhận ra anh ta không hề có chút phản kháng. Trương Dịch thận trọng lại gần cái xác, "Thật sự đã chết rồi sao?" Trương Dịch thầm mở cờ trong lòng, mình thật sự đã giết đại đội trưởng đội đặc chiến của căn cứ Tây Sơn bất khả một đời ư? Quá tuyệt vời. Để kiểm chứng chắc chắn, Trương Dịch cho một tảng đá lớn đè thẳng lên người Lăng Phong thì tuyệt nhiên anh ta vẫn bất động. Trương Dịch khẽ cười, xem ra thật sự đã chết rồi, cho dù diễn kịch thì cũng không đến nỗi phải diễn đến mức này. Trương Dịch nhanh chóng lấy kiếm từ trong dị không gian, chậm chậm tiến lại gần Lăng Phong rồi nói, nếu đã như vậy Cậu thẳng tay cứa một đường thật ngọt khiến đầu của Lang Phong liền rơi ra, Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng. Trương Dịch thở phào một hơi, xác định rồi, anh ta chết thật rồi. Sau khi chắc chắn Lăng Phong đã hẹo, Trương Dịch ngồi xuống trước thi thể của anh ta. Cậu khẽ đưa tay ra, năng lực từ trong người của Lăng Phong đang được Trương Dịch hút vào. Trương Dịch thầm bất ngờ, đây là dị năng của Lăng Phong đang không ngừng bị mình cắn nuốt. Sau khi hút tất cả dị năng của Lăng Phong xong, Trương Dịch phấn khích đứng bật dậy reo lên, tuyệt, đúng là quá tuyệt vời bỗng dưng trương dịch lại cảm thấy nhức nhối nơi mắt cậu có chút sợ hãi mắt phải của mình bị sao vậy trương dịch nghĩ thầm cảm giác như có cái gì đó sắp mọc ra nhưng lại không nhìn rõ thậm chí còn không có chút đau đớn nào mắt phải của trương dịch sáng lên thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích nó phát ra một luồng năng lực kỳ dị đến cả trương dịch cũng phải giật mình từ con mắt ấy lại biến ra một dị không gian khác đang không ngừng nhảy múa trước mặt dị không gian này hút hết tất cả đất đá linh tinh vào bên trong nó với tốc độ gió mạnh không tả nổi Trương Dịch thầm cười, đây là năng lực mới sao? Cả cơ thể Trương Dịch bắt đầu sục sôi khí huyết, cậu tự tin nói, đây không phải là thần uy sao? Bóp méo không gian, phá vỡ đồ vật. Trương Dịch nhìn vào thi thể của Lăng Phong rồi nghĩ, có năng lực mới này, cũng coi như là đã bù đắp thiếu sót về phương diện tấn công, sau này sẽ được nhẹ nhàng hơn với dị nhân không sợ súng. Trương Dịch lại không hài lòng nói, chẳng qua là tiêu hao của thần uy quá lớn, dùng một lần đã cảm thấy cơ thể như bị hút sạch một nửa chắc có thể dùng 3 lần liên tiếp. Trương Dịch đưa tay về phía trước kiểm chứng rồi nói, nếu là phạm vi tấn công thì chắc khoảng 300 mét. Không thích hợp để đánh lén cự ly xa, nhưng đánh lén trong phạm vi 300 mét thì hiệu quả còn tốt hơn cả súng hạng nặng. Trương Dịch hứng thú nói thầm, bây giờ, con mồi tiếp theo sẽ là ai đây, mà cho dù là ai thì cũng không đấu lại cậu. Ở bên phía của đội Tây Sơn và bạn bè của Trương Dịch, nữ đội trưởng nhìn đống hỗn độn ngủ ngang bên dưới thì có chút tò mò. Sao vẫn chưa kết thúc? Đội trưởng Lăng đáng lẽ phải giết tên trương dịch kia rất nhanh mới đúng chứ. Phương Tuân tiến đến đáp, nói không chừng đội trưởng định từ từ dày vò cậu ta, đừng lo lắng, chúng ta phải tin vào thực lực của đội trưởng. Nữ đội trưởng có chút bất an đáp, nhưng đội trưởng không phải là người sẽ sơ ý như vậy. Từ Xuân lôi và chú vưu ở bên đây nhìn nhau hiểu ý, kéo dài lâu như vậy, chắc chắn là đã phát huy hiệu quả tác chiến rồi, có kịch hay rồi. Lúc này bỗng dưng tay nghe của chú vưu và Từ Xuân lôi có tín hiệu. Chú view và Từ Mập nhìn nhau ra hiệu. Xuyệt. Không thể để ai biết họ trang bị thứ này để kết nối với Trương Dịch. Trương Dịch khẽ nói, "Không phải ngạc nhiên, cũng đừng thể hiện ra có bất kỳ điều gì bất thường. Đợi tôi gửi tín hiệu, sau đó phát động tấn công, thì ra bọn họ đều đã có kế hoạch từ trước, không như căn cứ Tây Sơn như con cừu lạc vào bầy sói."